adored, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Thank you.
Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa không che mắt về tạc khỏe tượng ảnh cá thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, Chúa con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài. Mà bắt chước Chúa con này xin Chúa làm phép và thánh hóa tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến thánh cảnh Du Xe. Xin Chúa đã thương để siêng năng tôn kính lên cảnh Du Xe với tượng ảnh này, thì nhờ công việc và sự che chở của ngài được Chúa ban ơn thánh hóa ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giêsu vào đền thờ thì xin ai có con nhỏ chúng ta đưa hết lên trên nhà thờ để cha tàu cũng chúc lành cho các em. Xin cảm ơn quý bạn trên để chúng ta bắt đầu cùng bước vào trong nhà thờ. Thank you.
Thank you.
con xin cảm ơn. Đây xin mời con một chút. Bây giờ cái kiến thức này chúng ta trước đó là cái không quan trọng là tôi ơi chắc là chúng ta là cái chuyện đó bây giờ giá của nhà giữ của những chúng ta quý quan trọng vậy và còn nhiều ví dụ cho nên chúng thấy cái lời dạy dỗ của những gương sáng của cha mẹ là vô cùng quan trọng đối với các cha mẹ của chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta nhớ những bài học ba mẹ chúng ta dạy con họ đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Cho nên hôm nay bây giờ mọi chị em nào họ cứ học theo tinh thần ở phía dưới tôi sẽ xuống tặng lại xin chúc chúc lành cho các em. Xin Chúa cho mọi người chúng ta hiểu rằng chúng ta gặp gỡ Chúa trong đời sống thực tế từng ngày mà học biết qua các biến cố vô cùng của cuộc đời chúng ta. Chúa luôn hiện diện đồng hành và giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại, mọi thử thách, mọi gian khổ trên con đường theo Chúa. Ai trong chúng ta cũng phải gặp trong cuộc sống nào cũng phải gặp. Vì thế, ta xin Chúa ban ơn phù trợ cho chúng ta. Xin Chúa cùng cố tinh thần yếu kém của mỗi người chúng ta để dù gặp khó khăn đến đâu đi nữa chúng ta vẫn trung thành và tất cả đều chúng Chúa đến cùng. Với những tâm tình đó chúng ta cùng thành tâm xin Chúa tiếp tha mọi tội lỗi thiếu sót của chúng ta để chúng ta xứng đáng được một nhiều thân. Tôi vui nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Thank you.
bài đạo này. Chúng sẽ nhân dân lễ tế cho Chúa trong công bình. Lễ tế của Chúa Ca và Jerusalem sẽ đẹp lòng Chúa. Mời đồng đoàn lắng nghe bài thánh trong sách Ma-la-kia sau đây. Bài trích sách Ma-la-kia: Này đây, Chúa là Thiên Chúa phán, đây ta sai thiên thần ta đi dò tìm ta, lập tức đấng thống trị mà các ngươi tìm kiếm và thiên thần sau đó mà các ngươi mong muốn lên trong đền. Chúa các đạo binh phán: Này đây, lời thề, ai có thể giữ được đến ngày lời thề và ai có thể giữ được trong đền? Vì người sẽ như lửa thoáng thiêu đốt như thuốc giặt, người sẽ ngồi thuốc thật và thành tạo, người sẽ thành tạo con thái nền đi và làm cho chúng nguyên sạch như bản thân, chúng sẽ dâng tay lên cho chú trong con thuyền. Nên thì một dục đang là đêm sao đen sẽ không thể làm chú, nhưng ngày xưa không là như những năm. Chúc cho anh em đầy ơn sủng và bình an của Thiên Chúa và Chúa chúng ta.
vì chân trong ngày anh em đã tràn đầy hòa hợp luôn khôn ngữ và hơn hiểu biết đúng như Chúa Giêsu Kitô đã minh chứng nơi anh em khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa. Trong khi mong đợi chờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tạo thành ta cũng chính ngài sẽ ban cho anh em về cùng đến không có gì đáng phụ trách trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mừng đến. Thiên Chúa đã đứng trung tín và kêu mời anh em hiện thân với con người của người là Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
xin chia sẻ với anh chị mấy điểm. Thế nhưng hồi nãy trước vấn đề chúng ta cứ thực hiện những đạo phép tự nhiên, cái tự là tự tự sống tự thực hiện như thế thì chúng tôi nói một điều của anh chị ở đây, chúng ta phải biết hơn những thánh nhân quan trọng của ngài. Nếu không có ngài thì cái gọi là phong trào và lực lượng chúng tôi sống là bị dập tắt. Bởi vì trước đó ngài nghĩa là cái bản tin sẽ phải tin nhận sai, cho nên bị bộ từ phía của vị tín của Roma ngâm lưu hành. Đến khi ngài đã nghi ngờ là làm giám mục tổng giám mục ra của vị, rồi khi ngài là hội ý được thì ngài thấy nó có vấn đề, ngài chọn dịch lại cái bản dịch đó cho đúng, cho nên tôi thành chấp nhận. Và ngày lập cái lễ gọi là thứ hai phục sinh để làm sự tự sống. Và cái phong trào của tự sống phổ biến rất nhanh lan tỏa khắp nhân trên thế giới. Phong trào đó được bình dân. Năm 2015, tôi mới nhận được sách Ba Lan. Tôi đã đến viện cho cái là di tích của thánh nữ Faustina ở ngoài hồ thành phố Cracovia. Ở trong đó nhiều đoàn của đường thế giới đang sống ở khu vực kia của Việt Nam mình. Ở nước ngoài là còn đoàn để cho thấy cũng rằng của tiếng sống là phổ biến rất là nhanh trên thế giới. Bởi vì ai cũng chúng ta cũng trông cậy và lòng tự sức cơ giữa cái cảnh đời những người gia đình của người thân giữa một người thân trực thể chủ nhiều của người thân gia đình. Ai thì chúng ta như tôi nói xem đầu thế này chắc cũng phải gặp phải những đau, nhưng vấn đề là thế nào mà chúng ta vượt qua được để mình đi chọn con đường mình đã chọn mà không thể. Cho nên khi mà cha sợ cha xứ anh chị em mời tôi đến chỗ đây chiều hôm nay, tôi nhận lời ngài một phần biết ơn ngài vì lúc luôn mà khi mà ở bên xã hội có dịp này những việc mời tôi nhắm một toàn tổng đi tham dự này kể là tôi nhận cho mình đi là chưa bao giờ là từ chối. Anh là tôi cũng đến thứ nhất là để nâng đỡ đến tận nhà để ủng hộ ngài, thứ hai là để tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Đúng như tôi rất là vui mừng giáo sư đã mời ngài trước đây chúng tôi nói chị em gia đình với cô hiển linh là người đầu tiên là thầy dạy của tôi thì sau đó các cha khác cha tuyên chúng ta bằng tâm rất là của tâm thành ra trong cái bước thực tiễn đó quy mô giáo sư nông văn cũng trải qua rất nhiều khó khăn để xây dựng dân tộc khác nhau để như thế này ở trong tổng giáo hội sẽ có thành kiến của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng khi mà cái thực tại là một cái tư tưởng hiện diện ở trong khuôn viên giáo sư nông văn thì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ luôn vâng chẳng đây đó là một sản xuất trên cộng đồng trong từng giờ liên thật cho các em bé mà hôm nay tôi xin chúc mừng chúc bạn nhau nhân dịp chúng ta cử hành cái nghi thức gọi là làm phép thành niên được đại đồng biểu tuyên xong thứ hai tất cả chúng sẽ chúng ta nhân dịp mấy năm thì giáo hội một cái năm kinh thánh ngày chúng xe chúng tôi thường nói cho với nhau khi chúng xe cho phương pháp chẳng hạn thì ta rất kỳ quá bạn của tôi chẳng bạn ở đây người ta nhớ được phải nói đúng không ạ, ta quên tới chúng xe đúng không ạ, tôi nghĩ đến chúng xe quá và lấy chúng xe thì thích nói chẳng hạn có nói khác gì đó thì chúng ta thấy cái hoàn cảnh của người Việt Nam chúng ta vẫn rất quy mô ngày chúng xe bởi vì thế ngày chúng xe là một mạng và cũng là bộ mặt của giáo hội Việt Nam nữa. Tất nhiên bộ mặt của rất nhiều phong trào hoạt động. Và tất nhiên xem như là cái hình ảnh, khi cũng ngày có thể trợ giúp cho chúng ta rất nhiều, đặc biệt là trong các gia đình. Ngày xưa, ở trong tổ ước, khi mà ông
Cái lời tin báo của ông Simeon
Đức Mẹ là gương mẫu cho chúng ta linh mục tu sĩ là giáo dân quanh đây, gương mẫu trong đời sống nhân kẻ bên và gương mẫu trong sự gặp gỡ học tiếp với quý sư Kitô hữu. Như tôi nói trước này, chẳng có ai trong chúng ta có lòng tâm lãnh đạo trong những đó như tất cả đâu, nhưng mà trong mọi cái tình huống trong mọi cái nghiệp cảnh các bạn luôn gắn bó với chúng chúng ta xin Đức Mẹ trên cầu của Chúa đã chúng ta cùng nói với Đức Mẹ luôn đặt xin vâng cho ta đi luôn trong cuộc sống kiên định cho ngày. Thank you.
Toàn thể các thánh sẽ đem lòng Chúa bảo vệ thời đại và cùng với các ngài, chúng con gan người
Thank you.
Hoàn thành công trình tổng tu nhà thờ Đức Bà
một cách tốt đẹp nhất mà chính Đức Cộng Ngài đã minh tưởng giao phó cho cha. Giờ đây để bày tỏ tâm tình kính yêu và thanh lời cảm ơn của giáo sư, chúng con xin dâng lên cha tổng đại diện có hoa tươi thắm, xin cha đón nhận. Và sau giáo sư, chúng con chân tâm trân trọng kính mời cha tổng đại diện chúng ta tổng thế cùng một đại vui chung nước nhập thân thiện với giáo sư chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.